Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV và chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì đã phải chờ đợi chuyên mục này tái xuất trong suốt 2 tuần vừa qua. Trong thời gian vừa rồi thì Dynoman vẫn nhận được khá nhiều đề xuất từ các bạn về các sinh vật nên làm trong ARK. Bên cạnh đó thì theo tìm hiểu của Dynoman, đợt vừa rồi cũng có một vài sinh vật mới được thêm vào bản game chính thức, thế nên mình cũng đắn đo mãi không biết làm con nào trước. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu thông qua YouTube thì mình có lướt qua một video giới thiệu khá hay về Sastasaurus, một ngư long khổng lồ mới xuất hiện trong game gần đây. Vì trước giờ trong series Ark vs Thực Tế nói riêng và kênh Mê Khủng Long nói chung chưa từng đề cập đến bất kỳ ngư long nào, thế nên Dynoman đã quyết định trong phần 15, chúng ta sẽ bàn với nhau về Sastasaurus để xem là loài ngư long mới xuất hiện này có gì thú vị cũng như có gì giống và khác với thông tin mà chúng ta có về chúng ngoài đời các bạn nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Sastasaurus là một sự bổ sung hoàn toàn mới cho danh sách sinh vật đại dương trong game ARK trong bản cập nhật mới vào đầu tháng 6 năm 2024. Sở dĩ Sastasaurus có thể xuất hiện trong game ARK là nhờ nó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn sinh vật lần thứ 7. Theo thông tin trong hồ sơ ARK, Sastasaurus trong game là một sinh vật tò mò, cũng giống như người họ hàng xa Ichthyosaurus của chúng. Chúng có thể bơi lại gần con người để thỏa mãn tính tò mò của mình. Vũ khí của chúng là khả năng phát ra tiếng kêu siêu âm, có thể dùng để làm con mồi bị mất phương hướng hoặc cũng có thể thổi tung một đàn cá bằng sóng âm. Dù chúng có vẻ to lớn và áp đảo nhưng Sastasaurus không quá hung dữ và cách thức thuần hóa của chúng cũng tương đối đặc biệt. Bạn sẽ phải mang theo 1-3 con Ichthyosaurus để dẫn dụ con Sastasaurus. Trong khi con Sastasaurus giao tiếp với con Ichthyosaurus của bạn, hãy rời yên và dùng một cây liềm để làm sạch những con đỉa đang bám vào thân con Ichthyosaurus trong vòng 30 giây. Nhớ cẩn thận đừng chém nhầm vào thân con Sastasaurus nha, không nó sẽ tấn công bạn đấy. Sau khi hoàn thành xong việc giúp con ngư long làm sạch cơ thể, bạn sẽ có thêm 30 giây để cho nó ăn. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi con Sastasaurus được thuần hóa hoàn toàn và trở thành người bạn đồng hành khổng lồ mới của bạn. Tuy được đánh giá là có bộ chỉ số không tệ, nhưng nhược điểm lớn nhất của Sastasaurus là nó khá chậm chạp. Vai trò nhất được khám phá cho đến lúc này của Sastasaurus là bạn có thể biến nó thành một căn cứ di động với loại yên tàu ngầm, Submarine Saddle. Khi gắn yên này vào thì bạn sẽ có một cái khoang khá rộng nằm phía dưới bụng của con Sastasaurus, nơi bạn có thể xây dựng cả một căn cứ bên trong. Ngoài ra thì khi mang yên tàu ngầm, con Sastasaurus sẽ có thêm những kỹ năng như kính tiềm vọng, giúp bạn đọc thông tin của sinh vật và do thám đối thủ một cách bí mật từ sâu bên dưới đại dương. Tiếp theo là phóng ngư lôi, đơn giản là phóng ngư lôi gây nổ vào mục tiêu với cự ly tối đa lên đến 200m. Sonar, giúp bạn phát hiện bất kỳ sinh vật hay đối thủ nào trong phạm vi 300m. Flashbang, phát ra luồng ánh sáng khiến đối thủ mất phương hướng. Và cuối cùng là sung, dùng sóng âm đánh lui đối phương trong bán kính 35m. Nghe có vẻ rất thú vị đúng không nào? Vậy thì Sastasaurus trong game và những tin đời thật của Sastasaurus có gì giống hay khác nhau? Sastasaurus trong game hay trong thực tế đều được xác định là những sinh vật nằm trong nhóm ngư long, Ichthyosauria, một nhóm bò sát đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống dưới biển. Chúng đã tiến hóa để có cơ thể trông khá giống cá heo, với phần mõm thường là dài và nhọn. Cũng giống như các nhóm bò sát cổ đại nổi tiếng như khủng long, rực long hay thương long, ngư long cũng khởi đầu với những giống loài nhỏ, nhưng theo thời gian thì quá trình tiến hóa đã tạo ra những giống loài có kích thước khổng lồ, có thể tương đương cá voi hiện đại ngày nay mà Sastasaurus là một ví dụ điển hình. Vì thế không ngạc nhiên khi Sastasaurus trong game hay thực tế đều rất to lớn, tuy nhiên phiên bản trong game có thể to hơn một chút. Nếu trong thực tế mẫu vật Sastasaurus lớn nhất được ước tính là có chiều dài khoảng 21m, thì trong game chúng có thể dài đến hơn 30m, theo Dynoman ước tính bằng mắt thường. Sastasaurus cũng là một trong những chi ngư long có kích thước lớn nhất từng được tìm thấy, nhưng Ichthyotitan mới được khám phá đầu năm nay có thể lớn hơn, với chiều dài lên tới 25m. Về ngoại hình thì cần biết rằng, Sastasaurus là chi ngư long sở hữu cái móm ngắn bất thường so với các ngư long khác. Điều này có thể là do chế độ ăn uống hay cách thức săn mồi khác biệt của Sastasaurus, dù các nhà khoa học vẫn chưa thật sự chắc chắn. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng không chắc rằng Sastasaurus có vây lưng giống như các ngư long khác hay không. Trong game thì tạo hình của Sastasaurus cũng có mõm tương đối ngắn và không có vây lưng, cho thấy các nhà làm game đã có sự tham khảo thông tin cổ sinh vật học trên thực tế. Mặc dù vậy thì Sastasaurus của game cũng có một số nét riêng, chẳng hạn như các nếp gấp nằm ở phần dưới miệng. Đây vốn là đặc điểm của các loài cá voi tấm sừng hàm ăn lọc, được cho là giúp miệng của chúng có thể mở rộng hơn khi ăn mồi.
Vì Stegosaurus khó có khả năng là loài ăn lọc với cái miệng như thế, nên việc chúng sở hữu những nếp gấp như vậy trong thực tế không cao. Phần vây đuôi của Stegosaurus cũng khác biệt so với các bản phục dựng hiện nay và trông giống vây đuôi của cá mập hơn, với hai thì rõ ràng là theo chiều dọc. Các bản phục dựng hiện nay thường cho vây đuôi của Stegosaurus có hình tam giác thoải về phía sau. Họ cũng thêm một số chi tiết hầm hố, chẳng hạn như đường gờ khá góc cạnh ở trên lưng. Các kỹ năng của Stegosaurus trong game dựa trên sóng âm cũng như khả năng định vị bằng tiếng vang. Chúng ta biết rằng trong thực tế thì khả năng sử dụng định vị tiếng vang là một khả năng đặc trưng của cá heo cũng như các loài cá voi có răng khác. Ngư lòng, dù ngoại hình của chúng có vẻ giống cá heo nhưng chúng rất khác biệt, có thể về cấu tạo bên trong cơ thể hay trí thông minh. Trong khi đó, để sử dụng định vị bằng tiếng vang đòi hỏi trí tuệ ở mức nhất định, và cá heo cũng rất thông minh. Tất nhiên, ngư lòng vẫn phải sử dụng kỹ thuật gì đó để định vị con mồi dưới đáy đại dương một cách hiệu quả, nhưng đó có phải là định vị bằng tiếng vang như cá heo hay không thì chúng ta thật sự không biết được. Cũng chính vì dựa trên kỹ năng về âm thanh mà Stegosaurus trong game có danh pháp hai phần đầy đủ là Stegosaurus Gargantellum, trong đó tên chi có nghĩa là thằn lằn núi Sesta, theo địa danh khám phá hóa thạch, còn tên loài Gargantellum có nghĩa là vũ khí âm thanh, ám chỉ khả năng sử dụng vũ khí như âm thanh của nó. Vừa rồi là một số thông tin thú vị về Stegosaurus phiên bản trong game cũng như thực tế. Hy vọng rằng các game thủ đã có thêm những kiến thức bổ ích sau video này, cũng như sẽ có những giờ phút giải trí vui vẻ trong ARK với Stegosaurus. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, đồng thời theo dõi để cập nhật video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.